là cái nào? Biến lên đây. Đã. Biến lên ngơ lên bên. Chết vô, ngồi sạc vô, bây quân nuôi quất qua đây. Đã. Được quá. Ngơ lên đây. Rồi, hai chị em chơi được chơi. Quân được chứ nha. Đã. Đã. Cua đâu, con cua đâu? Cua màu gì? Cua màu trắng cây. Con màu sao? Cua cam. Cua cam. Orange. Cua cam. Cua cam. Cua cả là cả gì? Cả màu hồng. Màu hồng kêu gọi màu. Từ anh là gọi màu gì? Bình. Bình. Ê, con rùa. Con rùa nên là gọi màu gì? Màu vàng. Gọi là màu gì? Tiếng Anh gọi là màu gì? Da lao. Rồi con này con gì đây? Con voi. Con voi. Con voi màu hồng gọi màu gì? Bình. Gọi tiếng Anh là màu bình. Màu hồng. Ừ, màu hồng con cả con voi con gọi sao? Ừ, cái này cái gì bình? Bình. Bình cầm con cả màu gì? Con cả màu vàng. Màu vàng gọi là màu gì? Tiếng Anh. Dạ nào. Màu vàng luôn. Màu vàng luôn. Cam. Cái này là cái chân. Bằng chân. Bằng chân của ai mà đẹp vậy ta? Màu xanh tím. Ừ, đẹp quá. Cái này màu xanh này là gọi màu gì? Chân anh. Cái gì? Màu cho rõ. Cái này cho rõ ra. Màu râu. Màu râu. Rồi, chân anh. Cái này là gọi chân anh màu gì? Con cua. Con cua gọi màu hồng đẹp, màu hồng đẹp. Ờ, màu hồng đẹp. Bữa nay con cua này gọi màu gì? Green. Green. Này gọi tiếng Anh là green. Nói đi. Green. Gọi tiếng Anh nha. Rồi. Rồi con bắt con cảm màu hồng. Green. Gì? Green. Màu gì? Màu vàng. Màu vàng là con là con gì? Con là con gấu. À, con gấu. Con gấu à. Con gấu ra, dễ thương quá. Ừ, con cua nó dễ thương quá. Dạ, con cua dễ thương quá. Đẹp quá. Con cá dễ thương quá. Con cá là màu gì ta? Tiếng Anh, đọc tiếng Anh màu gì? Được hết. Cái này là ướt cái này. Ơi. Này con gì đây? Cái nón. Nón. Cái nón này là gọi màu gì? Green. Tiếng Anh nha, đọc tiếng Anh nha. Dạ, cái nón của green á. Dạ, nó green. Chân bước về đến trường. Cầm con rùa lên coi con rùa này nè. Con rùa. Con rùa màu gì? Lời vàng em ghi nhớ. Đọc tiếng Anh là cái gì? Thầy luôn bao la. Và tình cô chan chưa. Không thể sống phai nhòa. Rồi xe. Xe ra về. Con này con gì đây? Con vịt à? Ai đã ngồi trên màu gì? Thank you.
Con vịt màu gì? Con vịt màu vàng. Vàng, rồi con vịt là kêu lên tiếng Anh là màu gì? Con chim cánh cụt này là kêu gọi màu gì? Tiếng Anh. Tiếng Anh là gọi màu gì? Tiếng Anh là màu nâu. Đó là kêu Quỳnh đó. Quỳnh đó, Quỳnh nói đó. Quỳnh 4 tuổi rồi đó. Nó 4 tuổi, nó 4 tuổi. Quỳnh học lớp mấy? Học lớp 4. Ghê, 4 tuổi học lớp 4. Ghê. Còn cô Bình học lớp mấy? Học lớp 3. Cô Bình học lớp 3. Cô Bình mới 2 tuổi mà. Cô Bình mới 2 tuổi học lớp 3. Ghê, ghê quá. Bình, Bình học lớp mấy? Sướng chưa à? Đẹp nữa chưa? Bên bên ướt áo quần hết rồi, đi thay áo quần này. Rồi ra chơi tiếp. Lên. Ai đó không rồi, không cho. Không cho. Không cho chơi. Bật lửa đâu mình á, vô thay đồ, để đó.
Rồi bị nước hết rồi, đưa vào thay đồ là ra chơi tiếp. Đây nè, ướt hơi đau bụng nè.